Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Ngọc Thanh Mai, mình đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện tại mình đã theo học AOE được 4 năm và hiện tại mình đang là học sinh năm cuối, cũng là học sinh năm lớp 12. Lý do ban đầu mình chọn học ở trường là bởi vì vị trí của trường khá là thuận tiện cho việc di chuyển. Nhưng ngoài ra thì gia đình mình cũng tin rằng là ở một trường công giáo thì sẽ giúp cho mình không chỉ về vấn đề học tập mà còn sẽ giúp cái việc mà mình đối xử với xã hội bên ngoài nữa, cũng giống như là nâng cao tính cách và đạo đức. Điều mà mình nghĩ mình thích nhất học khi mà mình theo học ở AOE có thể là trường đã cho mình nhiều cơ hội để tham gia được nhiều hoạt động khác nhau, khiến mình trở nên năng động hơn. Hơn nữa, nguyên trường thì có học sinh, thầy cô và tất cả các nhân viên của trường đều rất tốt. Họ đều rất thân thiện và tạo cho mình một cảm giác rất là gần gũi, dễ chịu. Mình nghĩ là trường đã giúp mình rất nhiều trên con đường học vấn, cũng giống như là chuẩn bị trong việc mình vào đại học. Bởi vì trường không chỉ có tất cả các giáo viên đều có khả năng giảng dạy rất tốt, thì ngoài ra trường cũng cung cấp được rất nhiều tài liệu khác nhau, khiến cho mình cảm giác như được mở mang kiến thức. Hơn nữa là việc trường cho mình nhiều cơ hội được tham gia hoạt động cũng là một cách để giúp mình sẵn sàng không chỉ cho việc học đại học mà còn cho công việc sau này nữa. Nếu mà tất cả các bạn hay bất cứ bạn nào suy nghĩ đến việc học ở Arizona hay thậm chí là Phoenix thì mình nghĩ là trường AOA sẽ là một lựa chọn rất tốt, bởi vì chất lượng của giáo viên, học sinh và các nhân viên đều là rất tốt. Hơn nữa, ở đây các bạn sẽ tìm thấy được nhiều cơ hội mới để mở mang mình hơn với cả cộng đồng. Vậy nên cảm ơn các bạn và mình chúc các bạn gặp nhiều may mắn sau này.